Diễm My 9X đảm đang bếp núc, thạo nấu đặc sản ba miền. Diễm My thường nấu đủ món ngon cho chồng sắp cưới, từ món trong nước tới quốc tế, nhưng sở trường là đặc sản ba miền. Đang kinh doanh nhà hàng cùng chồng sắp cưới Vinh Nguyễn, Diễm My có sở thích tìm hiểu về ẩm thực. Sắp lên xe hoa về nhà chồng, nữ diễn viên còn khiến fan ngưỡng mộ vì tài nấu ăn. Cô thường xuyên khoe thành quả vào bếp của mình trong các buổi liên hoan hoặc ăn uống tại nhà cùng bạn bè, người thân. Sở trường của người đẹp sinh năm 1990 là các món ăn Việt Nam đặc sản ba miền như cơm tấm, bún ốc, bánh bèo, chè bưởi. Đôi khi cô đổi bữa với các món ngoại như đồ Hàn, đồ Âu. Diễm My còn mở hẳn một tài khoản mạng xã hội riêng để chia sẻ về công thức, bí quyết nấu ăn cùng địa chỉ ăn ngon do cô tìm tòi, khám phá. Từng ra Hà Nội nhiều lần, Diễm My phải lòng món bún ốc ở thủ đô. Món ăn quen thuộc được nữ diễn viên chế biến chín hấp dẫn, đầy đủ thành phần như đậu rán, bắp bò, chả ốc. Ngoài ra, bún ốc phải đi cùng đĩa rau sống, đặc biệt không thể thiếu tía tô, loại rau giúp hương vị bún ốc thêm ngon. Nữ diễn viên dùng bún sợi nhỏ, xếp vài lát bắp bò, đầu hành lá rồi chan ngập nước dùng, chả ốc, đậu rán và cà chua. Chả có thịt ốc dai sần sật, bắp bò dai dai, đậu rán bùi, nước dùng chua ngọt. Diễm My chuẩn bị chén nước mắm tỏi ớt để chấm cho đậm đà, thay vì dùng tương ớt chưng như ở Hà Nội. Đặc sản miền Trung cũng nằm trong danh sách những món khoái khẩu của cô nàng. Thời gian nghỉ dịch năm 2020-2021, Diễm My trổ tài làm nhiều món giải khuây, trong đó có bánh bèo chén. Dù mới làm lần đầu, vợ sắp cưới doanh nhân Vinh Nguyễn vẫn thành công mỹ mãn. Cô dùng bột bánh bèo pha với nước cốt dừa đóng lon để bánh béo thơm, mềm dẻo hấp dẫn, nhân gồm hai loại, nhân tôm khô của bánh bèo Huế và nước nhân sền sệt theo kiểu bánh bèo miền Trung. Diễm My cũng từng làm món bánh khọt đặc trưng miền Tây. Cô tự pha bột với nước cốt dừa và khen ngon muốn xỉu. Điểm nhấn của chiếc bánh nằm ở phần vỏ giòn rụng nhưng bên trong mềm, béo thơm, nhân tôm tươi, chấm với nước mắm ngọt ăn kèm rau sống. Cách làm món này hơi nhiều công đoạn chế biến nên không nhiều người trổ tài thực hiện ở nhà. Một món đặc sản miền Tây khác cũng được Diễm My chế biến nhiều lần là cá kèo kho. Với món này, người đẹp chia sẻ kỹ càng về nguyên liệu và cách nấu. Đầu tiên, phi thơm hành tím với dầu ăn, cho lửa nhỏ, thêm 3 muỗng cà phê đường, 3 muỗng ăn nước mắm. 3 muỗng ăn nước mắm, 3 muỗng ăn nước màu, tiêu, 2 muỗng nước lọc rồi nấu sôi. Nước sôi mới bỏ cá vào để không bị tanh. Sau khi vặn lửa lớn cho sôi thì hạ lửa liu riu, đậy nắp kho thêm 30 phút, nêm nếm đường, nước mắm, hành ớt là hoàn thành. Khi có thời gian rảnh, Diễm My tự vào bếp các món ăn đặc sản Huế như bún bò. Nữ diễn viên phim Tình yêu và tham vọng đích thân vào bếp, làm mọi khâu, từ sơ chế đến bày biện. Cô không làm bún bò giò heo mà chỉ cho thịt bắp bò, gân bò, chả và giò bò. Ngoài ra, cô cũng chuẩn bị thêm một đĩa gân bò hầm chấm với nước mắm ớt thái lát. Bún bò Huế không thể thiếu một đĩa rau sống gồm rau muống chẻ, húng quế, xà lách. Nước dùng thơm đậm đà mùi sả, mắm ruốc, cho thêm ớt tươi hoặc ớt chưng, vắt vài miếng chanh tươi cho hài hòa hương vị. Thịt bò mềm, thơm, ngọt đậm, ăn kèm sợi bún mảnh, dai hoặc mì mềm đều ngon miệng. Diễm My cũng có sở trường là các món Hàn Quốc như kimbap, gà hầm sâm, miếng trộn hay gà chiên giòn sốt chua ngọt. Đây là những món ăn thường xuất hiện trong phim Hàn Quốc và cũng khá phổ biến tại các nhà hàng Hàn ở Việt Nam. Với món gà chiên giòn sốt chua ngọt, linh hồn của món ăn là phần nước sốt gồm ớt chuông đỏ, ớt chuông xanh, hành tây. Diễn viên phim 1990 từng làm gà nhồi bào ngư xanh hầm sâm để bồi bổ sức khỏe nhân ngày vía thần tài năm 2021. Cô sử dụng bào ngư xanh Australia có giá không rẻ, hầm với gà, sâm, thơm ngon, bồi dưỡng. Bào ngư này là loại nhập khẩu, hàng thuần tự nhiên, đánh bắt khó, số lượng hạn chế cộng thêm giá trị dinh dưỡng cao nên giá không rẻ. Cách làm đơn giản, nguyên liệu phong phú, dễ ăn, tuy nhiên tốn nhiều thời gian để hầm. Nước hầm có độ ngọt tự nhiên, thịt gà chín mềm rục nhưng bào ngư không bị nát, dai sần sật, thích hợp thưởng thức vào buổi tối. Người đẹp nhiều lần trổ tài làm chè bưởi kiểu miền Bắc. Ăn bưởi xong, Diễm My tận dụng vỏ nấu chè. Món ăn nổi bật với vị thanh ngọt, mát dịu kèm nước cốt dừa béo mặn hấp dẫn. Đậu xanh bùi bùi, miếng vỏ bưởi giòn sần sật nhai vui miệng.
Nguyên liệu chính gồm có vỏ bưởi, đậu xanh, nước cốt dừa, đường, thêm vài lá dứa cho vị thơm nhẹ dễ chịu. Cùi bưởi được ngâm, dùng tay bóc bớt chất the đắng. Ngoài ra nên chọn loại bưởi da xanh hoặc năm roi có phần vỏ dày, còn tươi để khi nấu có được độ giòn. Quả bưởi đã chín, vỏ héo thì dễ bị dai, đắng, không ngon. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.